chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh bất động sản màu vàng và trong video ngắn trong ngày hôm nay Hà Giang sẽ gửi đến anh chị một cái kiosk chợ anh chị nhé và sau kiosk chợ sẽ là một cái dãy nhà trọ Hà Giang đang cần bán và giá bán cũng khá là thấp anh chị nhé À, ở đây là ngay chợ đêm Thì rất là nhiều anh chị đã từng xem video của em Thì chắc cũng không xa lạ gì với cái chợ đêm này nữa Vâng ở đây là ngã tư Nếu như mà chạy à, ra đằng sau chợ đêm Sẽ đi ra đường à, quốc lộ 13 Còn chạy thẳng sẽ đi ra đường NC Còn ở đây là con đường D3 Chạy thẳng lại đầu kia sẽ có trung tâm y tế của huyện Bầu Bang Và sẽ có à, trường mầm non Ánh Dương anh chị nhé Và hôm nay Hà Giang sẽ giới thiệu đến anh chị à, Một cái à, kiosk chợ cái uh, ốt này thì uh, hiện tại uh, người ta cũng đang cần sang lại cái mặt bằng anh chị Và giá thuê cái mặt bằng này là 20 năm anh chị nhé Với uh, cái giá là 620 triệu Với cái mặt bằng này trong vòng 20 năm thì anh chị uh, sẽ thu lại những cái số tiền mà anh chỉ cho thuê thì hầu như là không mất một cái đồng phí nào là tức là sau khi mà anh chị bỏ ra 620 triệu thì anh chị sẽ mỗi tháng hiện tại bây giờ đang cho thuê tầm khoảng 2 triệu hơn 2 triệu một xíu Tại vì cái giai đoạn này thì thuê cũng rất là thấp anh chị Vâng đây là cái ốt chợ ở đây anh chị này Vâng thì cái, cái ốt chợ này hiện tại đang cho thuê và mỗi tháng đều cho thu nhập đều và không cần phải bỏ ra một cái chi phí gì hết Đấy, anh chị nhá và mỗi tháng cứ đều là hơn hơn 2 triệu à, thu như vậy trong vòng 20 năm anh chị nhá đó thì đây là một cái kiosk chợ mà hầu như là bây giờ xung quanh đây nói chung là à, ngày trước á, thì đang cho thuê tầm khoảng là 4 triệu rưỡi 5 triệu anh chị nhá đấy thì bây giờ thì cũng do là tình hình là khó khăn trong các cái vấn đề tài chính ai cũng khó cả cho nên là bây giờ anh chị này ngày xưa anh cũng có mua là hơn 600 triệu gần 700 triệu anh chị ạ và bây giờ anh cũng cắt lỗ một phần để mà sang cái cái ốt chợ này để mà dùng tiền vào một cái việc à, nói chung là cũng đang à, gặp khó khăn anh chị. Ạ. thì bây giờ cái cái ốt chợ này nếu như anh chị nào mua thì à, nếu mà mua anh chị thiện chí mua thì anh chị có thể là à, em sẽ cho số điện thoại của anh chị chủ nhà này để mà thương lượng về cái giá cả à, về cái giá nào mà anh chị có thể sang được lại cái mặt bằng này. À, thì à, phía trước thì gồm có một cái sân và đi vào trong nhà thì gồm có à, à, một cái à, kiosk ở trong đây Và một cái gác, một cái bếp và một cái nhà tắm anh chị nhé à, Nếu anh chị nào muốn à, sang lại cái mặt bằng này Thì anh chị có thể liên hệ với Hà Giang qua số điện thoại 0356 55 55 79 anh chị nhé Để mà sang lại cái mặt bằng này và bây giờ chỉ cần bỏ tới khoảng 600 triệu thôi anh chị Thì tháng nào anh chị cũng có cái dòng tiền cả Nói chung là dòng tiền thì không được cao Nhưng mà tầm khoảng 4 đến 5 năm nữa đi Thì cái dân cư nó đông đúc hơn Và kinh doanh buôn bán tạm ổn hơn Thì lúc đó cái giá thuê nó sẽ tăng cao lên Biết đâu lúc đó có người nào đó cần sang lại cái mặt bằng này Anh chị có thể sang tầm 7 đến 800 triệu cũng nên Đấy, còn hiện tại bây giờ thì mình cứ nói theo cái thực tế hiện tại là bây giờ thì đang cho thuê là hơn khoảng 2, .2 triệu 2 một tháng à, và tháng nào cũng đều như vậy anh chị nhé à, thì hầu như là mặt bằng xung quanh thì người ta cũng đóng cửa gần hết rồi anh chị hầu như là còn một vài cái nữa thôi đầu kia có một cái shop quần áo với cái tiệm vàng nữa mà thôi à, cho nên là mới có cái giá như thế này chứ nếu như mà sầm uất xung quanh thì chắc chắn là anh chị sẽ không bao giờ mua được cái giá mà à, như thế này đâu anh chị không bao giờ anh chị sang được cái giá như thế này đâu mà sẽ giá rất là cao hơn anh chị ạ Vâng thì ở đâu kia là cổng chờ đêm Đấy. Và sau cái video này thì bây giờ em lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị một cái giải nhà trọ à, Một cái giải nhà trọ giá là 1 tỷ 295 triệu gồm có như vậy là bốn phòng trọ và một cái kiosk phía đằng trước đang bán kinh doanh tạp hóa anh chị nhé Vâng thì cái căn này thì hiện tại bây giờ chủ cũng đang cần bán gấp trong vòng tầm khoảng 20 ngày anh chị nhé Vâng thì bây giờ Hà Giang sẽ đi vào trong căn nhà cái kiosk đằng trước để cho anh chị xem này anh chị ở phía trước cái kiosk thì gồm có như vậy là một cái quán tạp hóa người ta đang kinh doanh buôn bán tạp hóa này anh chị đó và ở phía đằng sau này sẽ có vỉa hè là 4m và đã có sổ hồng riêng rồi. Mặt tiền đường nhựa 8m nằm trong lòng khu công nghiệp Bầu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và đất ở đây là thổ cư 100% đất ở đô thị và đằng sau này có 4 phòng trò ở phía đằng sau đây anh chị nhé. Với diện tích ngang năm dài 30 phun thổ cư 100% đất ở đô thị và giá bán là 1 tỷ 295 triệu anh chị nhé. Bao sổ sách sang tên luôn anh chị ạ. Và ở đằng sau này hiện tại bây giờ mỗi phòng như vậy đang cho thuê là 700 ngàn một phòng và ký ốt là 1 triệu rưỡi anh chị nhé. Và nếu như anh chị ở xa anh chị không thể quản lý được thì bên em đã có một cái đội ngũ chuyên đi là... Uh, chuyên đi gọi là thầu lại những cái dãy nhà trọ như thế này để mà quản lý anh chị nhé đấy khi mà những à, anh em bên à, đội của bọn em là coi như là thầu lại những cái nhảy nhà trọ như thế này thì thí dụ như phòng không có công nhân từ chịu đèn cháy phải tự thay nói chung là cứ tháng nào cũng vậy đều răm rắp tầm khoảng 3 đến 4 triệu tùy theo thỏa thuận là cứ phải chuyển đều cho chủ nhà anh chị ạ đó thì khi cái người quản lý này người ta trực tiếp làm như vậy thì mỗi tháng họ có thể được khoảng 500.000 ngàn hoặc là có thể là tháng nào mà may mắn không bị hư hại cái gì cả thì có thể công nhân ở đều họ thể sẽ được một triệu đồng trong vòng một tháng anh chị nhé đó và đây là cái dãy nhà trọ nói chung là nằm tại khu D khu công nghiệp bồ bàng thị trấn lai biên huyện bồ bàng tỉnh bình dương đã có sổ hồng riêng rồi anh chị nhé và nếu như anh chị nào Cần mua hay là đầu tư hãy liên hệ với Hà Giang qua số điện thoại 0356 55 55 79 anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.